Huỳnh Trang Nhi, cựu người mẫu rời sàn diễn vì tình yêu, làm ăn thua lỗ chục tỷ, giờ là mẹ đơn thân. Từng là người mẫu đất sâu thập niên 90, Huỳnh Trang Nhi gặp biến cố tình cảm nên sang Singapore trốn chạy quá khứ. Tuổi U50, cựu người mẫu đã trở về Việt Nam vừa kinh doanh vừa thay đổi nghệ thuật. Rời sàn cách quốc vì tình yêu tan vỡ, gia đình từ mặt vì là mẹ đơn thân. Vào thập niên những năm 90, Huỳnh Trang Nhi sinh năm 1975 là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, chỉ thuộc thế hệ đầu tiên khi nghề người mẫu bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Đi qua thời đỉnh cao, Huỳnh Trang Nhi lấn sân điện ảnh với nhiều phim Gạo nếp gạo tẻ, Đánh cắp giấc mơ, Mẹ hổ dạy con dâu, Nhà ông Hoàng có ma. Tại thời kỳ Hoàng Kim, được biết gia đình Huỳnh Trang Nhi làm kinh doanh tương đối khá giả nên thời gian đầu, cách xê từ công việc người mẫu cô chỉ dùng làm thiện nguyện. Thời điểm gia đình quyết định sang Mỹ định cư, người đẹp đang có mối tình học trò đẹp như mơ với Trần Đức Quỳnh, tay vợt nổi tiếng một thời của làng tennis Việt Nam, nên từ chối sang Mỹ. Tuy nhiên sau một thời gian thì Huỳnh Trang Nhi chia tay bạn trai, đó là mối tình học trò rất đẹp của đời tôi, quá nhiều ký ức thật khó quên, tiếc là chúng tôi không thể đến với nhau. 8 năm trời với không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, cuối cùng chúng tôi đường ai nấy đi. Quỳnh sang Mỹ du học, tôi đã cố níu kéo nhưng bất lực. Chia tay mối tình dài gần 10 năm, Trang Nhi sang định cư ở Singapore và phát hiện mình có thai. Cô gái trẻ sống nơi đất khách quê người, vừa đi học vừa phải xoay sở với nhiều công việc, từ bồi bàn, dọn dẹp vệ sinh đến buôn hàng giảm giá. Cô vác bụng bầu đi khắp nơi, làm tất cả để bám trụ lại và có đủ tiền sinh con nuôi con. Ở Singapore, tôi làm đủ việc để trang trải cuộc sống. Không ai nghĩ một cựu người mẫu, con gái của một gia đình khá giả lại đi làm các công việc dọn dẹp, dọn vệ sinh. Nhưng nhờ những công việc đó mà tôi trưởng thành. Sau này, nghe tin bạn trai bị tai nạn, tôi cũng về thăm. Và khi trở lại Singapore, tôi phát hiện mình có thai. Tôi chọn làm mẹ đơn thân, tự coi đây là cuộc đời của mình nên quyết định vừa làm mẹ vừa làm ba. Ở Singapore, một mình tôi tự bươn chải, làm mọi việc để có tiền. Đến khi bầu lớn, tôi về Việt Nam buôn bán kiếm tiền và sinh con ở đây. Khi em bé chưa được đầy tháng, hai mẹ con lại khăn gói trở lại Singapore, cô nhớ lại. Nữ diễn viên tiết lộ, khi quyết định làm mẹ đơn thân, cô đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía gia đình. Bởi thời điểm đó, việc một cô gái không lấy chồng nhưng lại mang thai và sinh con bị nhiều người bàn tán soi mói. Lúc đó tôi với mẹ gần như chiến tranh, mẹ sốc khi có đứa con gái tự nhiên đi nước ngoài làm việc rồi lại bảo đang có bầu. Khi đó sự nghiệp của tôi cũng đang trên đà phát triển nữa, áp lực giữa gia đình và tôi lúc đó căng thẳng kinh khủng. May mắn là tôi sống ở nước ngoài trong giai đoạn mang thai. Đến những tháng cuối tôi về thì mẹ cũng còn giận lắm, nhưng khi tôi vào bệnh viện sinh, cả nhà từ giận hờn chuyển sang lo lắng và chăm sóc cho tôi, cô nhớ lại. Vắng bóng trên sàn khách quốc một thời gian khá dài hơn 10 năm, Huỳnh Trang Nhi lấn sân sang kinh doanh là chủ chuỗi nhà hàng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chính thời điểm này, Huỳnh Trang Nhi tiếp tục mang thai và quyết định chọn con đường làm mẹ đơn thân một lần nữa. Nói về điều này, nữ diễn viên tâm sự, cô cảm thấy mối tình thứ hai không phù hợp nên suy nghĩ rằng duyên phận làm vợ không có thì chọn thiên chức làm mẹ. Chính vì quyết định đó, gia đình rất giận và đòi từ mặt cô. Đặc biệt, trong giai đoạn đang mang thai lần hai, Huỳnh Trang Nhi còn gặp sự cố tài chính mất hàng chục tỷ đồng. Chân dài sinh năm 1975 từng kể, khoảng tháng 8 năm 2014 tôi bị khủng hoảng tài chính và mất tài sản đến mấy chục tỷ. Lúc đó đứa bé đã hình thành trong bụng mình hơn 3 tháng rồi, tôi bị suy sụp tinh thần và nghĩ đến chuyện không hay trong cuộc sống. Lúc đó tôi đóng cửa nhốt mình trong phòng khoảng 2 tuần, bế tắc và cùng quẫn. Nhờ thói quen là con ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi, dù có suy sụp tôi cũng cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với con và vượt qua được. Đó là cái khủng hoảng nhất trong cuộc đời mà tôi đã trải qua. Dù có những khó khăn thâm trầm trong cuộc sống nhưng Huỳnh Trang Nhi chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình lựa chọn. Nữ diễn viên còn tiết lộ thời điểm sinh em bé thứ hai, chính con gái đầu là người đã đưa cô vào bệnh viện và chăm sóc cho mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in giây phút bé cùng cô y tá đẩy mình trên chiếc băng ca. Khoảnh khắc đó là những thước phim của cuộc đời mình mà tôi không thể quên. Tôi còn nhớ bé nói, mẹ vô mổ đi con sẽ canh người ta đưa em bé ra ở chỗ nào rồi con nhìn kỹ em bé cho. Giây phút đó tôi thấy hạnh phúc lắm, cô bày tỏ. Về già tự do kinh doanh và đóng phim nhưng khắt khe với tình cảm. Quá bận rộn cho sự nghiệp, công việc và con cái nên nữ diễn viên nói cô chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình. Dù vậy, đôi lúc Huỳnh Trang Nhi chạnh lòng, nhất là những khi con ốm và phải một mình lo cho con. Thế nhưng khi được hỏi có thường xuyên liên lạc với ba của các con, nữ diễn viên đánh cắp giấc mơ cho biết cô không liên lạc. Theo Huỳnh Trang Nhi, cô muốn các con sống bình yên bên mẹ, đến khi con lớn lên và muốn biết thì sẽ nói cho con hiểu. Cô tâm sự, tôi vẫn nghĩ đến tình yêu và nghĩ đến một gia đình. Nhiều người nói lúc trẻ đẹp không kén nhưng sao về già thì kén. Bởi bây giờ lập gia đình không chỉ cho riêng tôi mà còn có các con. Mình phải suy nghĩ là người đó có thương con mình không, điều kiện người đó có tốt không, con mình có thích họ không. Còn nếu mình chỉ kiếm được một người để có bờ vai mà không có điều kiện để chăm sóc cho mình thì đó là điều không thể. Ít ra họ không mang đến sự giàu có thì cũng có thể chia sẻ cho mình những lúc gặp khó khăn. Chính vì thế để tôi có được một cuộc hôn nhân nữa có lẽ sẽ vướng nhiều rào cản. Trong Talk Show, người kể chuyện đời cách đây không lâu, sau nhiều biến cố, Huỳnh Trang Nhi vẫn thấy mình may mắn bởi cô còn tồn tại để có thể chia sẻ câu chuyện của đời mình. Mẹ đơn thân nói thêm, đến bây giờ cô vẫn chưa vượt qua được với những gì đã mất mát. Dù vậy, cô tự hào vì tự đứng được trên đôi chân của mình.
Hiện tại song song với kinh doanh, Huỳnh Trang Nghi cũng tâm sự chị trở lại với phim truyền hình đều đặn hơn. Nữ diễn viên chia sẻ nhờ nghệ thuật mà cô nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống. Từ nhỏ đến lớn tôi toàn điều khiển người ta, tôi có thể dời giờ họp, có thể nói người này người kia, nhưng khi bước vào nghề diễn viên tôi biết tuân thủ theo lời đạo diễn. Nghề diễn còn cho tôi nhiều kỹ năng cách ứng xử với mọi người và mình dùng nó để đưa vào cuộc sống. Hiện tại tôi còn một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang gây dựng từ những gì nhỏ nhất để đi lên và tin mình sẽ đứng vững trở lại, cô bày tỏ.